đầy tiếng non. Khi chiến trường nằm im thở khói, đứa bé nhìn cha đang chờ giặc dưới dao thòng hào. Tìm về xa xôi em sẽ thương những vùng đất lở sóng bồi. Bạn bè em giờ đây người sương người gió, chỉ cà chót mang nên chẳng cần về thăm trường cũ. Giết dạng ngày